Ok, lên em. Chào mừng anh em đến với Satisfactory phần 4. Lần này thì tôi sẽ tiếp tục xây dựng cái công xưởng của chúng ta ngày càng mở rộng hơn. Lần trước thì chúng ta đã thiết kế thành công cái bộ Lugin này, cho nó chạy cái đầu vào input, output là sắt, nó rất là tiện lợi luôn. Đây, nó đây. Đó, chỉ cần đặt ra cái là anh em nhập cái input vào là xong, còn lại lỗi input đâu kìa. Input đó là cái đầu vào thì nó chỉ cần có là than và sắt thôi. 90 than, cộng lại là 180 than với 180 sắt. Ngoài ra thì nó sẽ cho ra là 15 cái thanh dằn này với mà 20 cái mà ống, 15 cái miếng với 20 cái ống, tỷ suất rất là nhanh luôn, gần như là tối ưu hiệu quả 100% đó. Mình chỉ cần đặt ra cái này thôi, chọn cái login đặt ra cái là xong. Nên bây giờ con game này thiết kế login thì anh em sẽ đẩy nhanh tiến trình cực kỳ nhanh, cực kỳ hiệu quả luôn, không cần phải chờ đợi, không cần phải làm gì hết, cứ đặt cái login ra là chạy. Nên bây giờ cứ mấy cái này chọn thời gian nó là xong. Đây rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi lấy thêm một tí miếng sắt gia cố cái ống rồi, ống đây. Mục tiêu của ngày hôm nay á là hoàn thành cái phase 3 này, chờ một thời gian là nó xong thôi. Cái thứ hai nữa là chúng ta nâng cấp cái bãi điện than như thế này lên. Bây giờ chúng ta có máy MK2 nè, nên cái bãi điện than dưới đó bây giờ nó chạy rất là mượt mà luôn, chạy cung rất là nhiều, 4 cái mỏ than này lắm. Nhưng mà ở dưới này có 4 mỏ than, đằng đây 2 mỏ, đây 2 mỏ nè, cái này tôi tự đánh dấu nữa nha. Nhưng mà chúng ta mới có khai thác 3 mỏ thôi, một mỏ nữa thì nó bị cục đá đè rồi. Chúng ta phải có cái này với cái máy này, máy kích nổ bơm á, để kích cái cục đá đó thì mới khai thác được cái mỏ than thứ tư. Bây giờ chúng ta gom một tí tài nguyên rồi qua bển nâng cấp cái mà cái nhiệt điện than nó lên một tầm cao mới. Cái này xây tạm thôi, trong cái thời gian phase 3 giai đoạn đầu á thì chúng ta vẫn phải xài cái nhiệt điện than rất là nhiều, rồi sau đó mới lên được cái dầu khí đóng gói bằng cái két nước lại. Khi mà đóng gói bằng cái đó thì chúng ta mới dư giả hơn tí, dư giả cái nguồn cung năng lượng điện hơn. Cái này tí nữa tôi dọn sạch hết luôn, không có xài ở đây. Kho này nó sắp full luôn hả ta, lấy hết đi. Rồi cho nó qua cái kho tạm nữa, cái này cũng là cái bản login vẽ thôi, đặt ra cái là xong. À cái này thì dễ hơn, input output cái là nó ra liền. Ghé đây cái nữa, chỉnh sửa lại cái bản mà thiết kế của mình. Bây giờ thì tí hồi nãy tôi mới có vẽ là sơ sơ của cái mà nhiệt điện than này thôi, vẽ sơ vài máy thôi. Đây cũng là load plugin nè đó, hiện tại thì tôi mới vẽ sơ một hai máy. Cái này tạm thời bỏ đi, cống này bỏ luôn rồi đó. Đây như thế này rất là đơn giản, thì nó gồm cái bộ mà chia hai cái than ra ở đây là xong. Gì đây, nó chỉ gồm cái bộ chia hai cái than ở đây thôi, hết rồi đó. Nó chỉ có bao nhiêu đó rồi, khi mà chúng ta đặt cái máy xuống thì chúng ta cứ clone nó ra là xong. Như anh em bây giờ lên 16 máy nữa thì chỉ cần đặt cái này ra 4 lần 8 lần. Ok, tôi cũng sơn nó màu vàng cho nó nghệ thuật này nè. Rồi, bây giờ chúng ta đi bắt đầu xây ha. Xếp login này. Đó. Cái đó cái kho tạm, chúng ta đi cất một tí miếng sắt gia cố vào. Rồi đi. Lấy thêm tí router nữa đi, dây điện thì chắc cần á, miếng sắt cũng cần, cái nào cũng cần hết. Nghe cái tiếng gì nó nổ gì ta, đi đứng cho nó tiện thôi. Cái này là mấy cái kho tạm thôi,
Trời ơi, cái con này nó kẹt vô đây nó rồi. Cái đầu nó ngổ ha. Cái đầu nó nhỏ xíu à. Vô đây làm gì ông công? Này là miếng sắt gia cố. Còn cái này là cái thỏi. Cái này cái ống. Miếng sắt gia cố đem theo 400 thôi. Thôi, chúng ta đi qua kia mà quy hoạch một cái khu điện mới. Cái bãi xi măng dưới này nó vẫn đang bán hay gì á. Ồ, nó vẫn đang bán bình thường. Này rất là ngon. Cái login thiết kế đầu tiên phiên anh em là nên lắp một cái lò nung, xong rồi ba cái máy chế nó là xong. Ba cái máy lắp ghép này, một cái bộ chiêu và ba máy lắp ghép cái lò nung hết. Đơn giản vậy thôi, rồi từ từ mình mới nâng cấp cao cao lên từ từ. Tại vì sau này có những cái công trình anh em mà chưa có mở ra nên nó lúc đó cũng hơi khó để xây. Đây là xây 6 cái nữa đây hả, 8 cái nữa đi. Rồi chúng ta xây vàng 8 cái đây luôn. Bấm vào login, bấm vào chọn cái ống này. Cái đầu này quay quanh đây. Vướng cái gì đó, vướng cái này á. Cái thanh này nó nằm xéo xéo hướng này. Đó, tầm như thế này là chuẩn rồi. Rồi, nghe không? Tôi thấy nó cũng khá là ngay ngắn á. Đủ chỗ không vậy? Coi vừa đủ luôn. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ nói mấy ống nước lại với nhau cái nào. Xây tạm cái đường đi cái. Nói mấy ống nước lại. Ủa? À đúng rồi, 8 máy. Dạng đây 4 cái. Rồi ok, bây giờ giữa mỗi hai máy thì cái chốt màu xanh nè, chúng ta phải đặt cái bộ chia vô. Tám máy thì ở chính giữa nó sẽ có ba cái chốt chia đó. Rồi từ cái chốt chia này chúng ta sẽ nối xuống dưới. Anh em thấy có login cái nó làm rất là nhanh gọn không? Rồi giờ câu dây điện. Ủa mấy máy này nó lên điện sẵn rồi đó hả? À? Điện đâu vậy? Này phải kiếm cái double zoom á mới được. Đi như thế này đi chậm quá. Điện đây, điện đây. Ủa máy này có điện rồi mà. Ủa chưa sao nó bơm được nha. Rồi ok đã có điện. Rồi tình hình nước bây giờ ok, cái vụ nước rồi đó. Tiếp theo là chúng ta bơm than vào.
Khoan thì ở đây là tôi đặt sẵn bốn cái bộ chia nè, món này qua đây đi. Đây bốn bộ chia là 1 nè, 2 là 3 là 4 là 8 máy. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần chia đôi ra là xong. Rất là đơn giản. Chia đôi hai lần để tránh cái tình trạng là nó bị đầy quá. Giữa hai máy này và đặt cái ở ngay đây đi. Dẫn em K1 nha. Dẫn em K1 thôi. Cái này là 15 nè. Hai cái đường nhỏ là 15 nè. Đó, 15. 15. 15, 15. Cái đường lớn này 30. Thì cái đường vô máy này 60 à. Nó cũng không có cần quá nhiều. Rồi đây cái nữa, chia đôi ra nó. Chia như thế này á, nó đều hơn. Nó chạy trong cái bộ phát điện á thì nó ổn định hơn. Tại vì anh em đi mà như cũ, cái bản cũ tôi thiết kế là đi thẳng qua nó chia thì cái máy đầu tiên nó đầy 100 than đi, rồi mới tới máy thứ hai nó đầy 100 than, mới tới máy thứ ba, máy thứ tư, nên tình trạng cái máy cuối cùng nó đầy than, nó phải chờ rất là lâu. Nó vẫn chạy được nhưng mà phải chờ rất là lâu nó mới chạy được ổn định, nên bây giờ chúng ta cứ chia đôi ra chạy ngay từ đầu, nó vừa thẩm mỹ rồi lại vừa mà logic hơn. Trên này thì chắc cũng phải cần một cái bộ chia nữa. Cái này dẫn MK1 được nha. Tại vì hai cái thanh này 15, cái này 30 thì cái này 60, nó vẫn chia ra được. Coi, xong. Bây giờ chỉ cần nói hai cái than vô cái này là coi như nó chạy ổn định đó. Chúng ta đi phao cái dây điện cho nó luôn đi. Dây điện thì trước mắt sẽ nối mấy cái dây điện lại với nhau. Tấm máy này nối chung vô cái hệ thống này đó. 1. Tấm máy này 4 cái. 2. 3. 4. Ok. 8 máy này đã có điện, có nước. Chưa có mà cái này. Chưa có than. Than đó là còn một cái đường dây tôi chưa có khai thác luôn đó nha. Còn chống nguyên cái đường dây luôn. Nên chắc đặt đi đường ở đây đây. Chơi cái MK3 luôn, giờ không có tiết kiệm. Đúng chịu như đó. Đúng 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 đúng. Con phép của tôi rồi. Ủa sao nó đi ra được? Nhốt nó vô chuồng rồi mà. Đâu rồi bay? À, đi đâu luôn mày? Trời ơi, con quỷ này. Long ơi, long quỷ bố ơi. À đây 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 đây. Lên. Đây. Dám đi ra ngoài thiệt cái con này.
Thôi ra được không? Thôi tội nghiệp không? Ở trỏng đi bay ơi. Đây, cái cục này phải dùng thuốc nổ nè. Đó, chúng ta đã có thêm một cái mỏ than nữa. Bây giờ cái mỏ than này chắc để cho nó cái MK2. MK2 là nó ra 120 đó. Nó mỏ này mỏ normal thôi. Mỏ normal bạc định nó là 60 của than đó nha. Thì cái MK2 này nó lên được 120 thì tôi câu nó vô đó luôn. Trăm hai là đủ 8 máy nãy á. Chồng lên kia luôn đó nè. Rồi như thế này đi cho nó đẹp. Câu dây điện vô. Rồi, coi nó chạy không? Nhanh bạn ơi. Này. Bên chuyền này nó nhanh. Đó, đứng lên cho nó chở mình về tới nhà luôn không được nữa. Rồi, bây giờ về câu thang cho cái máy. Rồi coi cái nó chạy được ổn định không? Chờ ổng chơi đi. Đâu rồi, à, máy kia rồi. Kéo tạm cái đường này qua đặt cái bộ kia. Đây, 1, 2. Cái này MK2 thôi cũng dư sức nữa. Nhưng mà tôi đặt cái MK3 cho anh em mà đỡ sau này đỡ phải nâng cấp. Chứ lại giờ MK3 của mình có khi là nó rẻ hơn MK2 đó. Rồi đây một cái, kia một cái. Lắp cái bộ chia vô. Không ngay rồi. Nãy đi thục vô đây ngô quá thì dễ chia hơn. Nhưng mà lỡ rồi. Mình MK3 luôn đi. MK3 luôn, mình giàu. Mình giàu. Ủa? À.
biến sát gia cố còn nhiều lắm. Rồi, bắt đầu nó chạy ổn định rồi. Ngon. Nghìn tám, đúng, sắp dấu vào. Nhưng mà chưa xong đâu, mới có một mô hình thôi. Bên này phải cải tiến lại mới nữa. Đấy. Anh em lên dốc anh em nhảy dù đi thì nó nhanh hơn á. Nó chỉ tính bình ngừng khi đi lên mặt phẳng thôi. Bây giờ cái line trên cùng nè. Cái line trên cùng nè. Nó hiện đang là 60 rồi. Tôi sẽ ghép nó lại thành 180 luôn. Tức là mình thừa ra một cái line dưới. Mình thay cái line trên trước đi. Cắt bỏ cái line dưới đi. Mình ghép cái line dưới thành cái line trên. Bộ này là bộ chia của ba. Rồi ok, cái lai trên này. Rồi bây giờ đi ngược lại cái line này. Mình cho nó lên 120. Và nó cung cấp đủ 8 máy. Cho nó lên MK3 luôn. Giờ mình giàu rồi. Chết rồi, sắp nghèo rồi. Còn có 110 à. Giờ mình giàu rồi, mình giàu được chút xíu à. Vừa đủ. MK2 này thì không cần phải đi vòng vòng gì đâu. Bây giờ một line truyền thẳng cho 8 máy là xong. Đây. Trăm hai rồi, ok. Vậy nó chia ra kia 44. Chúng ta đã chính thức nghèo. Giờ nghèo ơi. Rồi về lấy cái miếng kia gia hạn cái này thôi. Thực ra MK2 cũng được á. Nhưng mà nâng MK3 luôn đi. MK2 thì mình còn dư nè. Nhưng mà về lấy MK3 nữa.
Nãy quên gắn điện vô bên cái đầu bên kia. Trời ơi. Bên đó cảm giác như có cái hai driver vậy. Đây nè. Các bạn quá. Đấy hết. Có mấy cái ống này nó thiện phết luôn. Hồi xưa cúc bộ là lòi mắt này. Điện bây giờ chúng ta đã lên được 600 nữa. Thêm cái vàng bên kia nữa. Nâng cấp lên cái nữa 600 nữa là 2.400. Xài thoải mái. Ê, rồi qua nửa cái phay ba luôn. Cục pin của tôi nó đang nằm ở đó kìa. Đây có mấy cái đường mòn quốc lộ nè. Nên anh em mà mở lỗ anh em có thể đi theo cái đường mòn này cũng được. Và là lấy xe đi. Khám phá, mở map. Map thì nó rất là rộng nha. Hả? Sao nãy đi bình thường mà giờ không có điện? À quên 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 quên. Cái này này tại cái đầu qua bển. Sugi nhầm. Một ngàn tám trăm. Ủa cái like thứ ba này là cái like gì? Ồ. Trăm hai là 8 cái máy.
Loại này ok nè. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám 16. Mười sáu với tám này một like vậy là được 8 máy đó, một like này là được 8 máy nè, chúng ta có 4 like thì 32 máy. Bây giờ xây được 8 máy nữa, xây đâu giờ ta? Có khi dọn luôn mà cái dàn máy này á, xây lại 16 máy ngang như thế này luôn. Như bên đây vậy nè. Xóa hết rồi ta. Có nên không? Thôi, thay vì gì vậy thì xây 8 máy bên kia nữa đi. Đây, xây thêm 8 máy bên đây nữa là xong cái gì? Cho nó lại vướng ta. Rời qua hai ba ô cũng được. Đây đây.
Đây chưa? Ngay bên này chưa? Trợ giúp cái mình. Chân này nó nhúng qua một ô. Không, chưa ngay, chưa ngay. Ủa? À. Gì quá không? Chị thì cái ống nó gần quá không ta? Gì thì cái ống nó lại gần quá. Ống gần quá là nước nó rất khó bơm lên luôn. Cái chân thì ngay nè. Nhưng mà chắc lùi lại ngon quá đi. Lùi lại ngon nữa. Chân nó sao vạch thép này tí. Rồi vậy. Tốn thời gian nhất trong game này chính là cái việc té xuống rồi đi lên. Rồi nữa, bà nó thiệt chứ. Ok. Ngay luôn. Rồi từ cái này mình clone ra mới nữa thôi. Ừ, dữ dữ. Ủa nó dính cái gì ta? À dính cái này. Rồi, khích trình khích luôn. Thiếu cái giao tơ rồi.
Trời ơi. Thiếu nhiêu ta? Thiếu 8 cái thôi. Router này ghép nhanh rồi. Ghép nhanh. Rồi ok xong đó. Cái ống nó xuyên nhiều không ta? Thôi, xây ngang như bình thường đấy. Rồi ok luôn. Rồi bơm nước vào nào. Này nó có chảy gì ta? Rồi có. Con nó lên nè. Con này nó giãn ra mới ok nha. Rồi giãn là giãn rồi. Rồi tạm ổn rồi đó. Tiếp theo là tới cái bộ chia. Ở đây là chúng ta có chia 8. Chia 8 thì chia 2 một lần nữa là xong. Ủa sao này nó xây đầu quá bản.
Vẽ thằng kia tôi quay hướng nào đó. Quay vô trong. Rồi cái này nào của sơ ba like nó đều chạy thành sao, bốn máy mà ba like thành sao, à cái này này nó không chạy nè. Rồi đó, gọn chưa? Cho nó lên MK3 luôn. Giờ mình đâu có thiếu tiền. Rồi chạy đều bây giờ nè anh em thấy chưa, ngon lắm. 1800 đúng không, 2400 rồi, ngon rồi đó. Bố mỏ cài thác hết, nếu như mình cải tiến nữa thì mình lắp mấy cục pin này vô, cục pin mỗi cái tăng 50%. Cái bên này là cái tinh giản nhất, là gọn nhất luôn rồi đó. Giờ cái bản vẽ login mới xây được nhanh như thế này đó. Anh em rảnh thì thiết kế mấy cái bản vẽ login theo ý mình là ngon. Bao đẹp luôn. Nó chia 8 nên nó chia khá là đều. Xong cái mục tiêu đầu tiên. Bây giờ chúng ta về cái bay để coi. Về coi lại cái bay của chúng ta, xem coi nó mà xong được cái mà bay hay chưa, thiếu cái gì thì chúng ta tối ưu cái đó. Nói chung mô hình điện bây giờ là nó xanh tất cả nè, chạy ổn định 2400 luôn, tận dụng tốt hết, tối đa là 40 mỏ than rồi đó. Hả, cái chợ của anh Gil bây giờ nó chuyển vô mà cái phòng nghiên cứu, phòng pháp à, chứ gì làm gì để làm gì. Pháp.com. Bắt đầu vào tháng 10 năm 2024, mình có thể bán hàng trên Pháp với 88% lợi nhuận sẽ đủ về mình thiết kế mấy cái design như mấy cái này nè. Ngoài ra thì cái chứng chỉ khuyến mãi trên này á, để kích hợp thì 100% cái lợi nhuận sẽ là nhận đầy đủ cho tới cuối năm 2024, có 2 tháng ông ơi. Tháng 10 ông mở thì tháng 11, tháng 12 ăn tiền thôi. Giữa tháng 10 anh em nào làm game cho nên guild thì được, đây là cái viện áp set thì đủ hết, mô đền này, vật liệu rồi boot in rồi ba cái timeline thiết kế rồi tài nguyên môi trường, âm thanh VFX, âm thanh animation chuyển động đầy đủ hết. Thôi đến đâu vậy, à đi kiểm tra cái kia mình còn thiếu cái gì không, không tài nguyên cũng tạm ổn. Quên có tài nguyên vô nữa chứ, đi qua bển gom đồ vậy mà.
cái đuối bay bay bay. Trên phải không? Trên nhớ là nhớ này. Qua đây mới nhớ về cái mô hình của mình. Anh em thấy tôi đi cái băng chì trên nóc nhà ấy, nó nghệ thuật không nào? Mà không có gì trên vậy? À có đây, có đây. Cái này 100 đủ luôn. Cái kia tới ngàn lận, ngàn thì chắc không đủ đâu. Đây là nó này nè. Nó dạng như cái bộ khung nẹp tam giác nè. 100, 200, mới có 250 ông ơi. Tiến độ sao mà có 250 gì này à. Đầu vào thiếu cái biến bem này, đầu vào thì cũng phui. Chỉ chậm là chậm ở cái chỗ giai đoạn này nè. Vô chậm quá. Coi miếng bem này đang đi từ cái hướng nào đâu. Từ cái ống này. Ống này đi từ cái máy này. Cũng nhanh mà. 15 nè. À. Cái giai đoạn nghỉ ở trên giữa nó nhiều quá. Cái này thiếu xi măng nhưng mà lại dư cái miếng này. Rồi, giải quyết đơn giản thôi. Lắp cái bộ chia bên này. Lắp cái bộ gọt ở đây. Bộ chia bên này. Xin miếng được không? Ủa? Không được à? Sắt thì vừa đủ, than thì hơi thừa tí xíu. Do cái mỏ sắt của mình là 240, than cũng 240 mà đó. Ê, hình như lỗ mày. Lỗ mày. Này cái đầu. Đồ này mới đúng. Tự nhiên hai cái máy này nó khác màu, sơn lại nè cho nó giống đó. Nãy nhìn hai máy này tưởng hai máy khác nhau hả? Do này á, cái này nó hơi thừa xi măng thì nó lại thiếu, nên cái phần thừa ra đó thì cho bên này nó hút miếng để nó đẩy lên đây để nhanh tiến trình thằng trên. Lâu lâu một cục thôi, gọi là hàng đô nét ủng hộ. Quy trình này sao nó lại đứng đâu, lâu lâu nó lại đứng nè. Tôi nghĩ là nó phải tối ưu chứ. Lúc thiết kế ra là 45 điều hết á. Cứ lên chạm số 8 như là nó xả xuống liền. Đó, chạm số 8 như là nó xả xuống liền. Bởi vì cái này ok. Bốn cái lò nung đều ok hết. Máy này vừa lên tới số 8 nó cũng xử lý xong cái đó. Cũng không thiếu.
Sao cái này nó lại đi chậm như vậy được? Nó bị dính vô phản nhảy nè. Sao nó lại có phải nghĩ đâu? À hiểu rồi, vô cái băng chuyền MK2 mà. MK1 thì cũng được. MK1 này cũng được. Từ 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 từ. Này MK2 là đủ. Này MK1 là đủ. MK1 đủ luôn. 1 1. Mấy cái 1 này thì đủ. Hình như 1 là không đủ á. Không không không, vẫn bị nghẽn nghẽn ở cái đường cắp sắt lên này nè. Chia 3 ra. Sao nghẽn được ta? À hiểu rồi, không phải nghẽn mà là tôi cắt một mớ sắt đi qua đây để xài vô mấy cái dàn máng dưới này à. Cái này gọi là rút cuộc công trình. Rút cuộc công trình thì đương nhiên công trình trên đây nó bị thiếu rồi. Bỏ tay. Vô chỗ này thành ra bây giờ nó chia 3 nè. Thực ra là chia 2 mới đúng á. Như bên này người ta chia 2 nè. Rồi hiểu. Bây giờ chỉ còn cách bù lại là lắp thêm cục pin tăng năng suất lên là nó chạy ổn ổn à. Đó. Thằng tham quan. Than thì thấy nó chạy tương đối ổn định nên tôi không nghĩ nó thiếu đâu. Tình hình than thì cái này MK2 là được này. Này MK3 là ổn. Cho cục pin luôn. Pin này thì nó lên 360. MK3 này là nó chỉ có 270 thôi nhỉ. Tôi không cần pin đâu.
270 à, lên được có 30 mà mình đâu có xài hết thì cũng coi như là phí. Sơn sắt này nó lại nghẽn. Bây giờ chắc cho nó vận chuyển về cái kho bên kia, tôi sẽ làm một cái kho bãi trung gian để nó bắt đầu nó chuyển mấy cái phần thừa thừa vậy nè. Cái này lên cái đường dây xe lửa thì tôi mới design thêm cái nữa, mới design lại mấy cái bản thiết kế này. Chắc gia cố thôi hả? Bây giờ chưa muốn làm cái kho này cho nó chỉnh chu, tại vì về sau này mình còn lên cái miếng sắt nào á, cái đường sắt á, đường gây xe lửa á, thì lúc đó nên đầu tư, còn bây giờ thì chưa cần đâu, nên chưa cần cái phương pháp vận chuyển đâu, cứ đạm mà lưu cái bãi kho này đây đi. Rồi chờ khá lâu nữa thì chúng ta mới có được cái mà bộ tam giác nâng đó, giờ về đúc tạm 100 cái cục kia vô đó. Cái này cái ống này nên thẳng như ống kia. Đấy, chạy đâu phải chạy như thế này chứ. Ủa đúng mà. Không được. Đó, phải cái tay cầm này nó quay ra mới đúng. Anh em thấy dấu hiệu OCD nó nặng chưa? Rồi bây giờ điện mình là quá dư thừa, tài nguyên mình không thiếu cái gì cả, không có tài nguyên tiêu hao luôn á, nó làm thành một cái vòng tuần hoàn nên càng lâu thì tài nguyên nó chỉ sinh ra càng nhiều để đến đầy kho thôi. Chứ không có bị hao hụt cái nào. Như hồi lúc đầu thì mình thiếu gỗ, thiếu cỏ thì chạy tí nó hết năng lượng mình phải đi kiếm gỗ kiếm cỏ, còn bây giờ mình cứ áp cao thôi, chờ cái bộ tài nguyên nó đầy lên là xong. Quan trọng nhất là cái này nè, cái tam giác nè. Bữa nãy mình đem tam giác mình về rồi á, vẫn thiếu cái dầm bim này, nó cần cái 30 mỗi phút lần, rất là nhiều. Bên này thì chúng ta đã chế thống chế mà nó lại rồi, tiêu mà thành thép luôn rồi. Ủa nó là cái này mà sao mình không dẫn cái này vô, trời ơi ngu. Rồi hiểu rồi, tôi sẽ tối ưu lại cái mô hình này một lần nữa. Về đây đồ. Quên. Nó là cái miếng thép mà tôi tưởng nó là cái miếng kia nên tôi quên mất. Thành ra là cắt bỏ cái dưới luôn, không
không cần cái bộ dưới nó đâu, không cần đi ăn xin xe ké gì nó đâu. Tưởng nó chỉ là cái miếng gia công lên thôi, chưa có thành miếng thép, hóa ra nó thành miếng thép luôn thì dễ. Nè, mấy cái miếng thép thì mình dư một kho bên đây quá nhiều rồi. Cài cái ống đó nha. Rồi đi thôi. Rồi để tốn biết bao nhiêu thời gian. Cái cục điện này nó vướng dữ thiệt á. Tí nữa tôi thanh lý nó luôn, thanh tẩy nó. Không cần đi qua cái bộ dưới này luôn. Này nó vô nó mới dậm ra cái tiêu viêm nè. Thôi lỡ nâng cái hệ thống này này cho nó chạy đại đi, không bổ ngang cũng bổ dọc thôi. Dây điện công vô đâu ta? Máy này nó xài điện như đây. Ủa đâu? Cụm dây điện nó nói. Nói đâu gì trời? Hả? Dây điện nè, máy thẳng xuống chỗ này nè. Méo thấy luôn. À, nó nói xuống tới dưới đáy xã hội này đó. Bốn mươi lăm thì đủ. Cái này không cần. Giờ chỉ có thật là nếu không có thiếu nữa. Cho nó ăn cục pin luôn để nó chạy nữa nè. Lạc lạc.
của những lọt đó ba. Nó lại thấp. Đi như thế này nó tinh giản, nó gọn gàng đúng bao nhiêu à, giờ đi cho nóc nhà mà không có đi dưới đất này nữa, mọi thứ đều đưa lên trần nhà, chế độ không dây nhà thông minh rồi thôi. À quên, cho nó cái đầu gà. Rồi bây giờ chỉ cần chờ một thời gian nữa là xong, chúng ta có là 7,5 cái mỗi phút chạy full công suất luôn, không có bị nghẽn ở giai đoạn nào cả. 7,5 cái mỗi phút thì chúng ta còn thiếu 700 cái, thì thiếu khoảng 100 phút, 100 phút là khoảng 2 tiếng á. Rồi coi như chúng ta ngừng ở đây đi, cũng chưa có gì để làm thêm, nào rảnh thì chúng ta để đi khai mấy cái mỏ nữa, đi khám phá mấy cái mỏ nè, đi xây đường thôi trong thời gian thông thả tiếng đó. Rồi ok, bye bye anh em, tôi ngừng cái video cái phần thăng 4 phần 1 ở đây. Từ từ thì tôi chơi thăng 4 phần 2, tôi ghép nó lại thành cái luôn. Cái mô hình này nó vẫn chạy chuẩn chỉ nha, tại tôi tham nhũng, tôi thúc anh cục á, thúc anh cái mỏ cắt ra đây nè cho vô cái máy này đó, nên nó mới chạy mà không có trọn vẹn, chứ bình thường anh em đặt cái login húp vô cái là xong đó. Đây nè, chỉ cần vô 4 mấy cái input như đó thôi. Rồi ok, bye bye anh em, chờ cái phần 2 phát 4. Ok lên em, tối nay thì chúng ta kết thúc cái mà phase 2 của Assassin's Creed Phantogi luôn. Thực ra là hai cái phase đầu vẫn chủ yếu chỉ là làm quen với cơ chế của game thôi, chưa có đi vào cái chuyên sâu gì cả, nên anh em thấy con game này cái độ phức tạp và cái độ kỳ công của nó thì nó còn rất rất nhiều nữa để chúng ta có thể khám phá về sau. Sau này thì mọi thứ nó lại lắt léo lên một tầm cao mới. Bây giờ tôi sẽ kết thúc cái phase 2, mở khóa ra cái phase 3, xem con game nó còn củ hành chúng ta đến mức nào nữa. Củ hành quá thì nghỉ chơi, xóa game, refund. Bây giờ ta đang ở đâu đây? Nè, tôi có nâng thêm một cái máy nữa đó, để cho nó đẩy nhanh cái tiến trình sản xuất ra. Thì bây giờ chúng ta đã là đủ chưa ta? Sao lại xi măng nằm trong này như thế này? Ở đây là 685, chúng ta còn thiếu 315 nữa, 200, gần đủ 300 thôi. Xi măng chắc tôi dục ra để tôi gầm mấy cái này về á. Ở đây là chúng ta có 100, 200, gần 300. Còn thiếu khoảng 8 với 15 là 23 cái nữa. Rồi, 23 cái nữa thì chúng ta đi dạo dạo một tí là xong thôi chứ gì. Không biết cái phay sau thì nó cần thêm những cái gì. Bên này đục cái lỗ để tôi cắm cái thang. Cái này tôi không biết cần nhiều không nữa, nó sản xuất hơi bị dư rồi đó nha. Tôi cũng tăng cái năng sức ở bên đó lên rồi, đó. Bây giờ thì cái đồng với mà dây điện nó rất là nhiều luôn, nên cũng tăng cái năng sức lên. Làm thêm cái kho chứa nữa. Kho này chắc còn lâu mới đầy, đầy thì tôi sẽ tắt chồng lên luôn, chồng lên vài kho nữa. Một cái nó tiếp tục đi, còn một cái thì nó chuyển vào cái bể chứa. Như bên này tôi đặt hai cái kho luôn nè. Cái kho bên đây nó mới thừa đằng tí thôi. Ba cái dây điện dây đồng này ở nhà mình nhiều lắm, sau này mình nâng cấp mô hình là quan tâm cái xi măng rồi nè. Cái bãi xi măng ở đó tôi chuẩn bị thanh lý nó luôn đó, chứ một cái bãi xi măng như thế này thì nó không đủ công sức. Cái xi măng này hình như có 30 rồi phải không ta, để tôi coi đây, chết lại cái xi măng này đầu vào 45, đầu ra nó có 15 mà. Coi cái mỏ này như cái mỏ này chỉ có 60 thôi, mình lắp cục pin vô thì nó lên được 90. 90 thì đầu ra là vừa đủ cho hai cái máy này. Không có xi măng, chết rồi, đi dục hết xi măng đi rồi. Đó, mượn đi luôn. Mượn dây cục bán. Lấy luôn trên đường băng. Rồi, ok. Đúng rồi, cục đó. Đấy, xong được. Ừ,
Rồi ở đây là thêm một cái máy làm xi măng nữa, tôi sẽ kéo một đường dọc đến đó luôn, hoặc là chập hai cái đường cây lại với nhau rồi làm cái kho chứa. Chắc là chập hai đường cây đây đi. Bây giờ nó 90 rồi. Cái bãi này vẫn là cái bãi nghèo thôi nha, nó không đáng kể bao nhiêu cả. Tôi cũng không muốn phí cục pin cho nó làm cái gì, mặc dù pin là mình có nhiều á. Dây điện cái thằng này nó đang nói đâu ta? Ở đây luôn, ngay đây luôn. Bên này chúng ta sẽ làm một cái bộ chia 90 thì cái này phải lên MK3. Thực ra MK2 được rồi, nhưng mà chi phí để làm MK2 á nó rẻ, MK3 nó rẻ hơn MK2 đó, nên anh em có thể kiếp qua cái MK2 luôn cũng được. Này bộ chia của màu đỏ là sao? À, thiếu dây điện. Cái gì cũng thiếu thốn, cho nên anh em thấy cuộc sống nó khắc nghiệt khó khăn chưa? Kể cả từ ngoài đời cho tới vô trong game luôn. Dây đồng mình có thiếu không? Đồng không còn một miếng luôn. À, còn nè, còn nè. Trời, nó chạy nó lót thành không nổi luôn. Anh em mà chơi linh vật quá, nó có cái option này nó khá là quan trọng nè. Nó sẽ làm cái hiệu năng nó tăng lên rất là nhiều. Omega mua mình feedback là sao? Tôi nhớ có một cái tùy chỉnh về những cái mà than nâng, cái mà cái băng chuyền của mình đó. Tôi không nhớ nó nằm ở đâu nữa. Có cái tùy chỉnh băng chuyền đó thì nó chạy rất là tốt, nó chạy rất là mượt. Khi về sau anh em xây số lượng lớn khổng lồ á, vô nó load không nổi luôn. Đây, cái băng chuyền của mình sẽ cáp lên bao nhiêu cái? Cáp 30 là nó tối ưu nhất. Rồi ngoài ra mấy cái băng chuyền nó sẽ render từ cái khoảng cách nào, nó cũng là một cái quan trọng đó nha. Render băng chuyền gần như là những cái nặng nhất nhì trong con game này luôn. Option trong mấy con game này á, cái nặng nhất á luôn luôn là cái bóng, cái phần bóng nè. Nên máy này yếu, anh em có thể giảm cái hiệu năng phần bóng đi. Nó ngay chưa vậy? Sao tôi cảm giác nó không có ngay tí nào luôn. Ở đây mình đặt một cái nè, đây một cái nữa, nó ngang với thằng bên này, đây một cái nữa. Nhân dịp sinh nhật Vinago mới đổi chủ tịch xong mà vào quảng cáo rồi. Đâu ra đây nè, đây nè, con kia đi ra mày. Ơ, sao vậy nè? Rồi được rồi, được. Hình như nó hơi méo méo làm sao. Thôi kệ nó đi, OCD trong con game này thì nó là một cái tội rất là nặng. Đâu rồi, thành quả của tôi đâu rồi? 50 315. Một trăm, hai trăm, ba trăm mười lăm, rồi đủ luôn. Cầm xi măng về. Cái xi măng, cái xi măng thô đồ ta, tôi mới thấy nó đâu. Đây nè, đây nè. Vứt. Rồi, ok. Bay. Giờ không đi bộ nữa. Rồi, chúng ta kết thúc phase 3. Ủa, phase 2 ở đây, bước chân sang cái phase 3 thì lúc đó con game nó mới xem như là chính thức bắt đầu đó.
Thật ra con game này bây giờ mới là giai đoạn nhập môn làm quen thôi. Dưới đó có cái bảy gì cơ, 27 luôn, 237 gì luôn á. Cái dạng này tôi thanh lý hết. Bây giờ có cái plugin này, thiết kế mấy cái mà này nó nhanh lắm. Bây giờ kho đang đầy nên tí nữa mình qua bển mình dọn. Làm cái này xong là cũng chống khá khá đó. Thôi, chờ nó tải vô đi, trong lúc đó đi đi dọn cái bãi này với cái này đó. Đi qua đi lại nhìn hoài hướng mắt. Chỗ này sau này thành cái tổng kho đó nha. Lia, 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 lia. Đi. Ê. Dọn luôn con này bây giờ. Chết rồi. Cái gì? Cái dây điện đó là dẫn đi đâu vậy ta? Dây điện này nè. À nó dẫn qua đây. Trời ơi. Chết rồi, xóa mất tiêu cái cọng dây điện của người ta rồi. Bên này ok. Ở xóa nguyên đường luôn đi. Chung người mình không gì thừa cả. Cái này thôi nè. Rồi bây giờ nó tải xong rồi đó, về mình phóng cái kinh khí cái mà cáp này đó. Cái cục điện sao nó bị lủng lỗ nè, à do nó màu xanh. Này vẫn có điện phải không? Nó đi đến đây nè. Vẫn có, cám 2400, mình còn dư tới 1000 MW nữa. Thoải mái trong cái giai đoạn phase 3 lúc đầu này. Ban ngày trời đang nắng đẹp nữa chứ. Phóng cái này á, buổi chiều chiều á, xế chiều hoặc là sáng sớm á, lót xong rồi, bây giờ đóng hàng rồi. Anh lót tay 5 và 6. Ok chưa? Xích ốc rồi nào. Nén cái bọn nén thủy lực xuống. Rồi. Welcome to the Project Assembly Pioneer. Trời ơi, ghế hiệu quảng cáo nghe nè. Congratulations, the phase 2 project part shipment is now ready rồi, for delivery. Bây giờ hoàn thành cái dự án hay của cái công trình này, mình sẽ tải những cái vật tư này đó. Construction dock will be constructed. After completion of phase 2, the technologies of tiers 5 tới 5 giờ 6 thì chúng ta qua cái đường gây xe lửa vào cái bộ dầu. These might feel intimidating after your previous experience, but rest assured that you would not be here if you were entirely incompetent. Bây giờ thì mình mới gọi là có tí kinh nghiệm đó, bộ dầu nè, bộ đường gây xe lửa nè, cái bộ vận chuyển nè, dứt bắt là cái bộ đóng gói hàng. Bây giờ thì nó cần ra ba cái mô đun nữa, thang máy vẫn cần á. Rồi bây giờ nó sẽ cần thêm một đống cái nguyên liệu đó nữa. Thành tựu luôn. Nó tăng cơ cho cái bộ đẹp nè. Rồi, ngầu đét lên. Nè, đó.
Bây giờ đã được gia cố thêm cái dàn móng nó rồi. You have been performing more thêm được cái công việc ở đây nữa. And are closer than ever to saving the day. Perhaps you were the right choice for the job. Time will tell. You will now enter phase 3 of project assembly. Một thêm mấy cái trong đó. Continue as you are, and there should be no issue. For humanity, for fix it. Trời sáng quá nhìn nó đẹp, biết gì để tối tối tôi mới phóng rồi. Chuẩn bị dồn lên lần nữa. Rồi, đợt kế chắc hoàn thành cái chu trình này đúng không? Anh em thấy có xe lửa chạy dẫn luôn rồi chưa? Người dẫn sống sung sướng, còn cái thằng dân đen dưới đây thì nó làm nó phục dịch 2500 cái thang máy, 50 cái mà bộ gì đó, 100 cái cục tròn tròn gì đó nữa. Bây giờ chúng ta coi có đồ chơi gì mới nào. Tại hơi 5 và 6 đây. Tại hơi 4 chúng ta đã hoàn thành. Chớp chớp cái đèn gì nữa ta. Tại hơi 5 có cái bộ nén khí, 3 lốt trong ba lô. Cái bộ nén khí này chúng ta có thể bay. Nó rất là đơn giản luôn, nên tôi chốt cái này đầu tiên nha. Nó chỉ cần là cái router này thôi, 1000 cái này. Dây điện với miếng sắt. Dây điện miếng sắt với mà 50 cái motor. Rất là đơn giản. Có cái đó thì chúng ta di chuyển tự do hơn, bay lượn thoải mái. Ủa phải rotor này không? Không. Cái này là motor chứ không phải là rotor nha. Motor đó hình như bên này, bên này. Xong cái này cái khung. Không phải luôn rồi, chết tôi rồi. À motor đó bên kia nhớ rồi, nhớ rồi. Bẩn. Rồi ok. Dây điện nó đầy kín mít luôn. 1000 thì mình thiếu 600. Xài 400 nữa, xài 600 nữa. Ghé lấy một cái miếng sắt này. Đây 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 đây. Cái này đồ vứt. Rồi ổn. Shop có gì mới không ta? Cái ống đi xuyên tường với cái ống thẳng. Cái lỗ. Rồi, mấy cái lỗ này chưa cần. Lên nào lên hóa dầu á thì chúng ta mới cần cái lỗ đó. Bộ công cụ điều khiển đèn. Ba cái bóng đèn. Đèn thì tôi mua một cái rồi. Này là vật liệu nền. Có mua thì sẽ mua cái cửa kính hoặc là cái phao đành mới. Phao đành mới. Cái này cũng ngon nè, làm cái trụ tròn. Nguyên cái bộ tròn, cái này nguyên cái bộ gốc. Cái này cầu thang. Thì bây giờ hôm gài mình đi toàn là cái thang chéo chéo mà, không đi cái cầu thang bình thường. Ô bây giờ nó nửa cái phao đành nè. Double gam là hai cái double xéo xéo. Cái này thì ngon, mua cái này trước. Cái này là bộ đảo ngược của cái trên, của cái trên này. Cái này góc tam giác. Cái tam giác này để anh em làm cái cầu thang tam giác. Bây giờ chế được cái bộ vết bắt đó thì hình như chúng ta cũng chưa có nguyên liệu nữa. Chưa có nguyên liệu cũng đâu có xài bay bay được. Để cây cục điện ngứa con mắt.
Sao mình không dẫn cái ống lên trên luôn ta? Ở dưới này có cái méo gì đâu. Motor hả? Motor không phải cái này. À đúng rồi, nó nè. Ủa đâu phải. Rồi chưa có cái mô hình làm motor rồi. Trời ơi. Motor thì nó từ cái cục rotor, cái cục này. Rồi làm thôi. Cục này hình như không có dư nha. Ừ, xe to có dư nè. Có nè. Xe to có dư thì ổn. Cái này bây giờ hình như đâu có xài nữa đâu phải không ta? Automatic wagon này nữa. Nhưng mà chắc sau này cũng cần nâng cấp à. Rồi. Đây, rotor đây. Xài cái đó thì nó cần cái rotor ra nữa. Nên tôi sẽ tẻ vào một tường nữa. Hai câu tơ à, hai câu tơ với hai cái mà hai cái kia à. Hai câu tơ cái đầu này ra 5 rồi, được. Tôi ra 2 máy. Ủa? Cái máy này thì vẫn giữ hàng như cũ đi. Mở sang hướng bên này. Rồi sống đấy. Cái gì vậy này, nhìn nó gớm không tả được luôn. Đó, thẳng thớm hơn biết bao nhiêu thấy không? Rồi, đi làm cái bộ rotor. Có cái nhà nào rotor sẵn không ta? Hình như không. Motor. Rồi thổi từ cái rotor. Rotor thì... Trời ơi, nguyên có mô hình này nữa. Mô hình này nó giống với cái mô hình mà ống thép gia cố gì.
cái ống sắt này mình sản xuất là bao nhiêu ta? Đang cái đầu ra nó output là bao nhiêu? Cái đầu ra của cái ống sắt đầu ra là 15. Cái này nó cần 20. Vậy mình có thể farm 4 máy này để lấy 60 để chạy X3 cái này luôn. Nhưng mà tôi không nghĩ cần đến đó đâu, không cần đi đó X3 đâu. 15 vô 15 ra. Đây ghi chú này nha. 15 ống vào thì nó ra là 15. Nó ra 15 ống. Nhưng mà ở đây nó cần là 20 ống. Nó cũng cần là 100 ống ít. 20 ống, 100 ống. Cái này 40 hả? Vậy thà sản xuất dư đi, sản xuất dư thì cái máy nó chạy chậm nữa thôi. Rồi, thà dư chứ không thiếu. Tức là tôi sẽ làm cái 30 ống luôn. Rồi, làm 30 ống. Cái này nó chỉ cần sắt thôi, nên tôi về tôi làm cái bản vẽ ở nhà. Chục cái làm cái bản vẽ ở nhà trước. Cái kia thì nó cần than không ta, hay là chỉ cần sắt thôi? Chỉ cần sắt thôi thì tôi qua cái bãi ở phía trên núi này luôn để làm nó luôn. Không, vẫn phải cần thép vì nó phải đi từ bãi than. Cái ống thép đó ta, lạng quạng là thép mình thiếu đó nha, là phải cắt tỉa bớt một cái máy đó, lạng quạng thiếu thép á, tới đó là phải đi công trình mới. Xung quanh không có mỏ than nào cả, có thì nó múc trên đâu trên đây nữa nè. Xung quanh này chỉ có là mấy cái mỏ than này thôi. À đây có một mỏ được. Rồi nó nằm ngay cái cua nè, mỏ này mỏ dầu luôn nữa chứ, ngang với mỏ này nè. Rồi có gì tôi sẽ qua đây kiếm cái mỏ sắt ở bển nữa, thì mình làm nguyên cái vàng chế tạo mà motor nó luôn. Bây giờ về login thiết kế. Ủa login rồi à, đây login á, thì trước mắt chúng ta nên xây trước cái nền đi. Rồi, bắt buộc phải xây cái nền. Xây xong thì xây cái nền đó sau này đem đi mấy chỗ khác đó, nó dễ hơn. Ủa sao nó lạnh luôn vậy nào? Cái này nó lú ra luôn nè. Rồi, phía trong cái bịch vàng như cái này đi. 4 4 4 Ở trên thì trước sau gì cũng phải xây thôi, nên 3 lốc đi. Đặt sẵn cái. Rồi ok. Bây giờ bắt đầu tính rồi nha. Cái máy này. Máy con chút nè. Mình bây giờ đang làm cái bộ router. Router này thì nó cần là tôi cho hai cái đầu ra luôn. Hai cái đầu ra này luôn nè, tức là gấp đôi là nguyên đầu vào. Thì mình sẽ cần là 10 cái ống thép, 10 cái ống sắt. Ít lên là 40 cái ống sắt. 200 con ốc vít. 40 ống sắt. 40 ống sắt. Tỷ lệ giữa cái ống sắt với ống vít là 1:4. Nên 40 cái ống sắt này này với 200 ống vít, 200 ống vít chia cho 4.
tức là 50, 50 với 40 nữa 90 cái ống sắt, tổng cộng là mình cần 90 ống sắt, chỉ cần biết cái đó trước đi. 90 ống sắt thì 6 cái máy này, 6 cái máy này, tức là khoảng 3 cái lò nung. Rồi, trước mắt chúng ta xây 3 cái lò nung. Đặt cái bộ chia trước. Coi diện tích cái bộ chia ở đâu để đặt cái lò nung. Ít nhất là 3 cái lò nung đó. Rồi nghe thế này đã xét mép rồi, ba cái nồi nung ha. Đặt cái chấu điện vô. Rồi tiếp theo là đặt lại cái bộ chia. Bộ chia là vừa ngay luôn nè. Ấy lỗ mày, lỗ mày. Lộn cái MK chứ không phải là lộn cái kia. Cái MK xài cái cùi thôi. MK1 thôi. Rồi, coi như chúng ta vô ba máy thành công, chuyển cho nó làm sắt. Đó, ba máy. Bây giờ ba máy này phải đi qua 6 cái lò con trúc. Lập cái bộ gộp. Làm cái bộ gộp ở đây. Ở đây vẫn đủ chỗ đặt cái. Rồi ok được. Đủ chỗ đặt này thôi. Này dính vách này được luôn. Đồng hồ 4 cái đúng không? 6 cái. 2 3 4. Cái này cũng phải tính sao khéo khéo nữa nha. Tầm này là vừa cái lò bên kia. Rồi ok, 2 cái nữa, 6 cái. Bây giờ chia quặng chia làm sao nè. Thực ra không cần gộp đây đâu, cứ chia một cái lò này hai cái lò quặng là xong, không cần có bộ gộp. Cái này sao nó lòi lên ô vậy ta? Không cần, tiết kiệm quá. Này bỏ đi, dời lên luôn, không cần tiết kiệm quá đâu. Tiết kiệm nhiều nhìn xấu lắm. Với lại sau này mình không có sửa chữa đâu được. Thưa cái này ra đi vô thì thấy nó đẹp hơn phải không? Ủa? Chết rồi, cấm ngược đầu. Chó xây được rồi. Ờ được rồi nè. Rồi nãy cắm ngược đầu. Cái này nó hơi thụt vô một tí à. Phần này sao? Làm nó đúng, canh cho nó ngay, bệnh đo CD mà anh em. Như thế này ngay chưa? Như thế này là không ngay nè.
này nó lòi ra anh thấy. Cái này thì nó bằng. Hay là để như vậy đúng không? Được không? Được rồi, được rồi. Xây không cần đẹp đâu, chạy được rồi thôi. Rồi, ok. Mỗi cái lò nung này, chúng ta sẽ chia cho hai máy. Cho em qua đây. Cái không, không được. Làm cái này trước đi. Đúng rồi bạn. À, hai cái đầu này nó lệch nhau, thiệt tình. Nó lệch nhiều lắm đó. Lọt ván khúc này. Không, không có giờ qua được. Giờ lo giải quyết cái vấn đề lọt này thôi. Lọt nhiều là không được nha. Lọt nhiều mà nói này vô này không được nè. Gốm. Giờ làm sao ta? Không lẽ lủi cái máy này thôi. Hay là tiến cái máy này lên. Hay là dời hai cái máy này lên tầng trên luôn. Tôi nghĩ không nên dời lên tầng trên đâu. Trời lên thì nó ra 30 sắt. 30 sắt nhét vừa vào cái kia không ta? Có khi dời lên thì nó hợp lý hơn á. Dời hai máy này lên tầng trên. Để tôi dọn cái tầng trên lại. Ok. Ok. Rồi đặt thử hai cái máy này trước cái đã. Rồi còn chỗ đặt hai cái máy kia không? Hai máy nào? Không, không đủ chỗ. Không đủ chỗ rồi. Có cách này nữa thì được nè. Có cái này nó hơi bự tí nhưng mà được. Tức là chồng hai cái máy con trúc này lên với nhau luôn. Dẫn cái qua lên là xong. Đó. Mình có thể chồng hai máy lên với nhau. Nhìn nó đúng bựa luôn á trời, thiệt tình. Gớm thiệt á.
Nhưng thôi, chạy được thôi. Bây giờ thanh lý hai máy nào nào bây giờ. Cái gì? À. Rồi, thanh lý hai máy đó đi. Bây giờ sẽ có một cái bộ chia lên trên nè. Rồi ok, ở dưới là coi như xong rồi đó. Lắp thêm cái bộ điện ở đây nữa. Ủa sao đặt trên này cũng được mà đặt chiếc này thì được. Trên này nó có tính trong login không? Đó là lùi lại vô đi. Cái máy này nó điện hết chưa? 4 rồi à? Đây 4 máy nữa thì không đủ đâu, không đủ. 3 với 4 7. 7 nó điện ra đó. 8. Chỉ thiếu đường lên đó. Rồi, bây giờ làm cái bộ gom những cái ống này lại. Không ổn, như thế này thì hai cái máy kia nó không có được. Hai trăm. Hai trăm vậy là năm máy. Năm máy phải làm. Không, không, chết rồi, chết rồi. Tôi phao lại suy nghĩ nữa. Rồi tôi tính xong coi, thực ra nó cần tới 11 cái ống lận. 11 cái máy con chút này nữa, chứ không phải là 6 máy. Thôi rồi, chết tôi rồi. 11 máy chắc phải thêm một tầng nữa. Cái máy kia xây ở tầng 2 nó vừa không ta?
11 mái. Tầng dưới 4 mái, tầng trên 8 mái. Không vừa, à vừa vừa vừa, đủ cái chiều cao, tôi lo cái chiều cao thôi. Tức là 6 mái ống, 5 mái làm ốc. Nên chia như thế này cũng chưa được đâu. Bốn ở trên này 7 mái. Thiệt tình. 7 mái chia làm sao đây? Rồi, như thế này thì vẫn đủ cái bộ chia, ok. Sao nó lại đỏ? Cái đít này nó thụt vô là khoảng na ná nhiêu đây? Nhiêu đây phải không? Cái chân này nó gần sát cái bạch. Rồi đúng rồi đúng rồi. Nhấn control rồi mà nó vẫn lệch. Rồi ok. 4 máy dưới là móng, trên này 2 máy là móng nữa. Thực ra trên này 5 mái. Ở dưới 3 mái ống. Trên này 5 mái làm ốc thôi. 5 mái làm ốc chắc tôi cho 5 mái này. Máy làm ốc. Bên này là máy làm ống. Máy làm ống có khi xây mặt vô đây á. Máy làm ống có khi xây mặt vô đây đi. Rồi ok. Trời ơi. Điện. Tí nữa còn kéo cái điện lên trên nữa nha.
Lắp cái nền vậy. Rồi, ok. Hai cái nhà này là móng. Đó. Rồi bây giờ chúng ta ở đây là có 30 ống đi. Tôi sẽ lấy ở trong cái chỗ này ra là 20 ống thôi. Không đâu cần phải chia đâu ta. Cứ tất cả ống gì chạy qua đây, chia cho máy này dư bao nhiêu thì nó truyền lên chưa. Đó là cách xử lý đơn giản nhất. Dồn hết tất cả vô một đường, tất cả các ống vô một đường một. Tất cả các ống vô một đường thì nên MK1 trước đã. Này cho MK3 luôn. Chết rồi, thiếu cái máy này. Tự nhiên nhỏ lẻ loi ra đây quá vậy. Ở đây cái bộ gọt, gọt nó vít. Xong nói ra đây cái bộ chia. Tất cả đều phải gọt qua hai cái chỗ này đúng không? Tạm thời bỏ này đi. Rồi, đưa những cái dưới lên đó. Này đây. Từ từ từ
mình có thể chuyển một cái máy mà dưới này mới có bốn máy thôi. Ở chỗ anh thiếu một máy thì có thể chuyển cái máy đó xuống đây luôn cũng được. Rồi tí nữa tính, tí nữa giải quyết trường hợp cái máy còn thiếu còn lại đường lên đâu đó. Nghe chưa? Cái thằng này nó lại méo là sao ta? Nãy nhớ được ngay đó mà. Bây giờ nó lại lệch cái chỗ này, thiệt tình. Nó lại lệch vào đây. Tại sao vậy? Nó vẫn hơi lệch tí xíu, mình kệ tía nó đi. Thực ra rồi hả? Làm thêm cái bộ chia nó mới được. Rồi, tất cả nó sẽ gom chung về một mối. Đường này nó chia ra tất cả các máy. Rồi chỗ này vẫn được.
thiệt tình nhé, còn thiếu cái máy sản xuất office nè. Bây giờ tính sao ta? Để nó cấn vô máy kia không? Tôi nghĩ là hơi cấn. Em giữa, cá này em giữa. Mình cái ba đi. Vú lên trên phát coi nó làm sao cái nào. Nó nhúng lên ở đây cũng được. Ủa? Sao mấy cái sàn này nó lại không khớp nhau thế này? Cái màu này, cái màu kia. Đặt ống ở đây cũng được. Dời lên một tí nữa đi. Đây như thế này đây. Mình cả ba. Khoan nha, như thế này thì nó lại không đều đâu, vẫn còn thiếu một máy á.
Cái bộ chia đây quá không? Mình còn thiếu một máy này nè. Ở đây không có chỗ để luôn. Chỉ có nước đặt ở đây thôi. Ủa? Trên này còn ngon nữa hả? Cái tầm này phải không? Tầm này thì cái nào cũng thiếu một miếng chứ. Cho thêm 2 tầng nữa được không ta? Từ đó hết cỡ rồi. Nhìn thấy ai thẳng không ta? Thôi tôi nghĩ là nó tương đối thẳng rồi đó, không có cong, không có siêu, không có bẹo rồi đâu. Thẳng thẳng băng luôn, rất đẹp luôn. Cái gì à? Thậm chí như thế này vẫn còn hơi thừa quá. Cái lùi quang ôn nữa cũng được. Nên lùi về ngôn nữa không ta? Lùi về ngôn nữa thì... Lùi đi, lùi đi.
thôi. Ok. Ủa sao nói điện vô được? Trời ơi. Rồi ok. Cái này ốc ít nên băng chuyền bậc 3 luôn. Rồi tất cả ốc ít đều chuyền vô cái máy này, nó sẽ sản xuất ra cái router. Ủa đâu? Rồi đúng rồi. Tất cả ốc ít đều vào bên này, xây cái bộ gộp đấy nó để cho nó output cái đầu ra. Ok, tiếp theo là đưa cái đường dẫn cái ống lên. Ống thì mình có là chết ở đây không đủ đường đưa lên nè. Ống gì đây? Tất cả những cái ống này. Những cái ống đầu thừa thì nó sẽ đi lên trên. Đây là cái lai ống à. Nó nghĩ chốc cái này luôn. Nhìn chỗ này thì cũng hơi kỳ thiệt. Đưa bộ gọt qua đây.
lên cao hơn khoảng 2 tầng, 2 lóc nữa. Cái này em K1 được rồi, không cần em K3. Tại vì nó chuyển khoảng 60 ống lên à, không có chuyển nhiều. Em K1 thôi, rồi ok. Coi như cái mô hình chúng ta là xong rồi đó. Chạy vô mới là vấn đề nhá. Chạy được hay không mới là vấn đề. Cái này nó chỉ cần sắt thôi, nên chắc vừa đem qua cái mỏ ở bên đó vừa chạy thử. Mấy tiếng đồng hồ của tôi rồi. Input chỉ cần một cái đầu vào thôi, 90 ion. Nhiều nhiều cái kia ta. Ủa cái nào? Cái này quá. Ủa to. Ủa to này cần vẫn sắt nên cho nó tí bằng vàng. Lấy tí ống sắt qua nè. Cái đồng này 6 miếng bỏ nè. Ủa? À, ốc vít qua bển. Bích là 6 máy rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi sẽ châm sẵn vô luôn. 5 máy ốc bích. 6 máy ốc bích. Này cái gì? À cái nắp cái container, trời ơi. Không, 6 cái này chắc không đủ đâu. Coi, đi thôi. Thiếu mấy con ốc cầm tay. Khoảng là 3 máy đào 6 cái này. Làm nhiều nhiều đi, mấy cái này nó cần lắm, chắc khoảng chục cái á. Mấy cái này chỉ có cái áp tay thôi. Mình cũng chưa có thêm cái gì mới. Mới có tiền của giai đoạn 3 thôi, nó là phay 3 thôi đó, và đầu thấy gói rồi. Cái này chỉ là mới một cái cơ bản thôi. Tôi nhớ rồi đó, có cái đống sắt như này. Hai bãi này đều là hai bãi nghèo, yên kệ đó. Mô hình này không cần bãi nào giàu đâu.
đây vậy? Trên này 47 luôn mà bảy nào cũng nghèo hết. Đây là tôi qua bên cái miếng sắt gia cố đi. Đây nhìn phèn quá. Qua bên chỗ mà miếng sắt gia cố ở đâu bên đây nè. Cái gì mình dẫn đô tơ về kia luôn cũng được. Không cần làm cái chạm xe ơi. Nãy có cái mỏ gì bên đây đó. Ờ mỏ than, mỏ than. Vậy tôi đi qua bển rồi gà gà kiếm mỏ sắt ở bển luôn. Mình có đem xi măng nhiều không trời. Rồi đi qua khu bên này luôn ha. Đây nè. Rồi xa một tí. Nói đường bên đây qua đây. Ba trăm mét dướng cái cây cột đá đâu không trời. Cái gì đó vậy? Nhìn như cái đống sương phơi vậy đó. Xà bãi rồi. Có cái mỏ gì đây? Mỏ này giống mỏ đồng. Đây có hai mỏ sắt luôn. Hai mỏ đồng màu luôn. Rồi, chốt. Đây hai mỏ đồng màu nè. Còn đâu nữa không? Đây hai mỏ nữa. Hai mỏ này, rồi tới mỏ than ở đâu? Mỏ than hơi xa tí cũng được. Thôi làm trước cái mô hình test ở đây cái đó. Đến giờ cơm bát rồi. Chưa kịp nhảy nữa. Bốn mét này không biết là cái máy đào nó có lên được không. Không, không được rồi. Thằng này thì được nè. Thằng kia, thằng bên này thì lại không.
input đầu nào ta? Input đầu này. Quên lắp bao này nó rồi. Mình chỉ cần 90 thôi. Nên một máy 120 như thế này là dư rồi. Rồi, đầy đủ hết, ống sắt đầy đủ. Máy này chưa chọn nè. Output phải không ta? Output. Máy nào chưa chọn nữa không? Ống sắt. Này ống sắt nữa. Này output. Ủa? Rồi bây giờ đi kéo dây điện qua đó. Bây giờ là mình thiếu hai cái nền, là cái thứ nhất thiếu hai cái nền, chưa có chỉnh mà ba cái máy này với cái máy này, chưa có chỉnh bốn máy. Xây cái điện lưới lớn luôn á. Ồ, không, điện lưới chạy ra cũng được. Dưới cái bãi này. Đất chỗ này khá phẳng. Thôi, đi cái này đi. Vì cái này sau này đánh dấu dễ kéo cái ống hơn. Dễ kéo cái ống mà chưa chưa chuột á. Cứ 10 lóc là một cái cục điện như thế này. Ủa? Vì cái này giờ nói vô đây là được rồi. Rồi, bây giờ điện đã về buôn làng, chúng ta làm gì nữa giờ ta? Tí nữa về sửa cái bản vẽ.
thiệt tình. Ông nào cũng thiết kế hitbox cái cục đá này á. Cây hoa trên đá. Chết tôi rồi. Chỗ này đất bằng phẳng đẹp quá chứ. 3-4 cái mỏ đá xung quanh. Chỗ nào cũng đẹp cả. UFO 50. Đó, thấy có cái này lòi ra là mô hình của chúng ta ngon nghẻ rồi đó. Nó đang chưa tối ưu là do mấy cái ống sắt của mình nó chưa có full, chuyên như thế này nó chưa có full được, phải chờ một thời gian nữa. Đây tôi sẽ bơm ống sắt vô, với bơm ống vít vô luôn. Nè cái máy này nó đầy ống sắt trước nè, mới tới mấy cái máy khác. Rồi chưa quên cắm điện ngay. Rồi thiếu một cái dây điện, ba cái máy, bốn máy chưa setting và cái nền, còn lại là nó chạy ổn định rồi đó. Rồi ổn nha. Khi mà tất cả các máy được lắp đầy, anh em chờ thì cũng được, nhưng mà nó tốn thời gian thôi, nó cực tốn thời gian. Phải chờ nó vui ốc vít đó nha, thì cái máy, mấy cái máy ốc vít đó nó mới ngừng tiêu thụ cái ống sắt, mới ngừng tiêu thụ cái ống sắt. Thì khi mà nó ngừng tiêu thụ ống sắt á, thì cái phần thừa ống sắt nó sẽ chạy vô đây, thì nó mới mà rơi vào cái trạng thái bão hòa đó, nên nó chưa có vui bất kỳ cái máy nào, thì nó sẽ không có chạy được cái tốc độ tối đa, nên phải chờ một thời gian rất là dài để khi tất cả các tài nguyên trong những cái máy nó đầy cho nó, thì nó mới bắt đầu nó chạy. Khuyết điểm của mô hình này là chỗ đó, nó chia không đều. Nhưng mà chia đều thì cũng khó, tại vì nó cần 200 cái ống sắt của 200 cái ốc vít
với mà 40 ống sắt khác nhau. 40 ống sắt thì nó lại rất là lẻ nha. 40 ống sắt thì nó rất là lẻ. Tại vì ống sắt mình sản xuất ra 15, mình cần dùng 40 á là mình phải sản xuất ra 60. Phải sản xuất ra là 45, đâu đó là 40 vô cái máy này, còn 5 dư thừa thì đẩy qua bên ốc vít. Thì nó thừa là thừa chỗ đó đó. Nên tổng cộng cái mô hình này cần tới 11 cái máy rồi. Nó sản xuất ốc vít hơi bị nhiều. Những chậm quá là tất cả đều đèn xanh thì nó hoạt động ổn định đó. Này lòi ra miếng mà hơi lệch này, đặt hơi lệch. Không biết nó không chạy luôn người ta. Không, nó đi lên được như thế này là đang chạy, do nó ngãn đầu ra chứ. Ống bít nó phải phui á, thì ống sắt này nó mới đầu nó thừa thừa ra. Thằng này phui trong ống sắt nữa thì mấy cái ống bên kia nó mới đầu thừa thừa ra nữa. Nên cũng còn lâu lắm. Mô hình này muốn chạy ổn định thì tất cả các máy phải phui. Tại vì nó lẻ quá. Sáu máy sản xuất ra 90 cái ống sắt. Rồi trong 90 cái đó đó là 40 đưa lên cái trên, 40 đưa lên hai cái máy bự ở trên để ra kết quả cuối cùng. Còn lại 50 thì chia đều cho 5 cái máy sản xuất office nữa. Nên cái mô hình này nó vừa đủ thôi chứ nó chưa có tối ưu. Tối ưu được thì phải chia nó mệt lắm, không có nhét vừa vô cái này đâu. Thế này là hết đỡ rồi. Rồi bây giờ chúng ta đưa qua cái mỏ than bên kia cái nữa là xong. Tôi đi kiếm cái mỏ than thôi. Mỏ than cũng khá gần. Hai mỏ luôn hả? Ở đâu một mỏ hả? À cái mỏ kia sau lưng mình là mỏ cũ mình đang xài. Cái gì giống cây nấm nó mọc lên quá vậy? Ủa, mỏ than ngay đây đúng không hả? Than mà mọc trên cao này nó gì vậy? Than thì đường có nằm dưới đất chứ than nào mọc trên núi không? Mấy ông đép đây là mấy ông đép. Than mọc trên đỉnh núi à. Đây giống có cái mỏ xi măng phải không? Ba mỏ xi măng, bốn mỏ xi măng, nó mồ luôn nữa chứ, coi vãi. Thơm kèo rồi đó. Cái vùng núi đá này nó lỏng xuống. Rồi ok, lần tới thì mình sẽ khai thác nguyên cái mỏ này. Có rô tơ rồi, có thép này. Có mà sắt luôn. Nói chung là đầy đủ hết. Thì lúc đó chúng ta chỉ cần dựng lại cái mô hình bên kia, cái mô hình ống bên kia đó thôi. Cái này nè. Bây giờ mình còn thiếu mấy cái ống sắt này. Dựng cái mô hình ống đó.
chắc là dựng ngang cái tầm này đi rồi mình đẩy qua bển. Rồi hẹn anh em video sau chúng ta kể tiếng thôi. Hai trăm tư còn lạnh. Rồi ok. Maxima. Maxima. Hết cái ống rồi, nó cho mình lên luôn, đi bộ về. Rồi, đã xong cái mô hình đầu tiên rồi đó. Hoạt động mọi thứ khá là chân chu. Ngoài thiết kế cái bản vẽ nó mới lâu vậy thôi. Bên này đừng như cái thang máy nữa. Mới cho mô hình này ở trên để dính đèn vàng được. Mô hình đó là miếng sắt gia cố đó. Nó chỉ đèn vàng khi mà nó đầy kho thôi. Tôi nghĩ là do trường hợp đầy kho đó. Kho chưa có đầy mà. Mô hình này là mô hình tối ưu nha. Có khả năng nào thừa sắt quá không? Cái bãi trên nó vẫn còn thiếu sắt đó, nên ở đây mà thừa sắt quá. Ủa sao đèn đỏ vậy này? Quách đỡ nô phu bơ lần sau. Né. Máy này vẫn chạy. Điện kéo đâu vậy trời?
Nhiều phết đó nghe, gom hết luôn. Bốn cái ống này vứt, làm sáu miếng này vứt luôn. Sao mình nghèo dữ vậy nè, 58 xi măng vứt luôn. Bê. Cái phase 3 này lâu dữ lắm, nên chúng ta cứ thong thả thôi. Khoảng chục video nữa không chừng á. Cái đó 2.500, 2.500 chắc cũng lâu đó. Thiếu một tí ống nè. Sáu trăm được. Biến sát gia cố bây giờ không có làm được gây nhiều, trả lại. Xi măng bắt đầu đầy rồi đó. Xi măng đem lần 3.000 xây cho nó đã. Thiếu dây điện. Thiếu cái ống nữa. Cái ống thì tầng trên cùng cũng có cái ống. Cái miếng sắt giờ cố luôn. Nói chung là tầng trên là cái tầng dư thừa của mình. Đây. Miếng sắt chạy lên đây. Nhiều miếng rồi, 600 đủ rồi. Cái này ống, ống bao la ống luôn. Lấy 600 thôi, mỗi loại 600 là được. Xi măng lẻ hai cái, vứt. Rồi còn cái gì nữa không? Miếng đồng, ống đồng. Cái điện. Bên này nó cũng phui luôn nè. Kệ phui thì cho nó ngừng hoạt động đi. Mấy cái này bây giờ thừa lắm. Rồi ok. Rồi hôm nay chúng ta ngừng ở đây thôi. Nói chung là tiền giai đoạn 3 nâng cấp được một số cái mô hình đó. Xuống sửa chữa lại cái bản mà Lugin hồi nãy là hơi có lỗi kỹ thuật tí xíu, chỉ là tí xíu thôi, nhưng vấn đề nó vẫn chạy rất là mượt mà, coi như là một thành công của chúng ta đó. Với lại nó chưa được tối ưu nữa, muốn tối ưu thì tôi nghĩ nhét vô cái chỗ này nó không có nhét vừa nổi đâu. Đây, nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần cung cấp cái đầu vào này là xong, rất là đơn giản. Input cái đầu vào nãy đây, còn cái đầu output là đầu ra chưa, với mà còn cái máy bên này chưa, nãy chưa có chỉnh. Đó. Với lại không có thêm được cái cầu thang ở đây. Được nè. Với chưa đi dây điện của cái này. Rồi ok, coi như chúng ta là fix bug thành công. Có lỗi thì bình thường, chúng ta fix lỗi là xong. Router đầu ra mỗi cái là 4, hai cái là 8. Đây, rất là đơn giản. Gồm là 11 máy con. Sáu máy tạo cái này.
nhiêu ta, nhiêu 40 40 sau năm. Này không thoải mái. 40 sau năm cái là Office. Chỉ còn chút giấy gì đúng không? Không biết nữa. Đó. Cái này ra 90 cái ống, trong đó 90 cái ống thì xài 50 cho cái này. Thì nó còn là 40, 40 vô cái máy output. Còn cái này nó ra 200 cái output vô cái máy output luôn. Coi. Vừa đủ. Bốn cái lưu game. Ngon. Chạy được thôi, không có cần đòi hỏi. Sau này là công trình chỉ cần lên và chạy. Rồi, ok, bye bye anh em. Game này chắc còn mấy chục ca nữa. Tôi chơi đến Tết cho anh em coi luôn.